để ngoài vậy luôn rồi đóng cửa lại phải không? À, À, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là nhà mình đó là nguyên cái lầu 1, lầu 2, lầu 3 là của mình. Rồi ngang nói chung là cái nhà ngang 4 và 6. À, phần trên này của mình, riêng của mình, còn dưới là của người khác. Còn xe gửi là buổi tối là đóng cửa ngoài. Mỗi một chiếc là 50. một nhà 50, Một nhà 50 có hai chiếc cũng 50 hả? À, để xe ngoài đó luôn, ok. Ban đêm ai cũng để ngoài hả? Có bảo vệ tháng là đóng 50 cho người ta. Rồi rồi rồi, ok. đây là một cái phòng sinh Đây một cái phòng nè. Ở trên đầu nó cũng giống y chang vậy hả? À, một cái phòng trên lầu, nói chung là trên lầu nó giống y chang vậy phải không chú? Y chang vậy, không có khác gì nha, trên lầu là y chang vậy luôn ha. Cơ sổ là mình ký trong tính nhân tên sổ luôn đúng không? Sổ sao? À, sổ y chang là ba lầu đúng không? À, ở đây là bê tông cốt thép hết luôn nha. Đó. Cái này là cái phần lấn thêm nè, lấn thêm ra nè. À. Rồi. Rồi nói đi con lên chút xíu nữa chú. Dạ. Nhanh để chú đi công chuyện. Bên hông nè. Bên hông nhà mình nè ha. Hẻm số 17. Nó cái phòng này là mở cửa là giao luôn không, bố dọn đồ giao luôn không chú, nó y chang ở dưới hết ha, y chang ở dưới luôn nha, chú đóng cửa lại rồi cái phần này luôn nha cô chú chị, ở đây là trong đây luôn nha, phần y chang ở dưới luôn ha. Rồi đây là cái bếp, rồi lên trên đây cái bếp, và trên đây là cái sân thượng, sân thượng đi gác gỗ lên trên ha, sân thượng cũng đúc luôn không chú, sân thượng đúc luôn không? Đây. Ủa cái nhà thờ đây hả? À, cái nhà thờ ngay cái ba đường đấy không? Đường Trần Đạo chạy lên đây phải không? Đây nè. À, ngã ba đường Trần Đạo chạy ngang đường Học Lạc. Cái với nhà thờ Phan Xi Păng hiểu không? À đây, ngay nhà thờ nè. Ở ngay nhà thờ phía trước là chợ chung cư chợ giải số Kình Lâm, đây là chợ giải số Kình Lâm ha. Vòng vòng xe đây mình gửi ở đây cũng được, dễ chỗ nào cũng được phải không? Ngay nhà mình hay chỗ nào cũng được, nó vô trống là mình để phải không? Đó, tối dễ xe vòng đây, hẻm đây là hẻm biệt lập nha, nên thấy hẻm biệt lập nên người ta thấy người ta làm mấy cái chỗ chữa cháy đó chú, chữa cháy là có nút quá trời luôn, để có gì cháy thì báo không. À, đây nè, trong phường làm thấy quá trời nút báo cháy luôn. Ở trên đây là bồn nước, cái này cũng đút luôn, bồn nước ở trên đây, bồn nước mình trên đây cũng yên mình phải không, chứ không có hai nhà dưới là không yên an phải không, họ không có lên đây trên đây phải không, chỉ có mình trên đây thôi phải không. Rồi đây nhà vệ sinh, rồi được rồi chú, đó như đây nè ha, ngang vào 4 mét rồi sâu vô hết phần này. Rồi được rồi chú để em đi, có thằng em nó đi, một thằng nữa đi lên đó là xong. Dạ, chú để đi chú đừng đóng lại. Trong đây là chú làm một phòng hai phòng, một phòng một thôi phải không, một phòng bự hai phòng, không phòng chú dưới. À, cô đi làm hả chú, cô đi làm mà hả? À, bán dưới hả? À, đi trang phòng này luôn. Ừ. À, đúng rồi. 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 Đây đi ra ngoài gửi xe, ở đây gửi xe là mỗi một nhà là 50.000. Gửi để nói nghe nè, gửi xe 50.000 một nhà. Để đâu ta trống thì giữ, để mấy chiếc cũng được. Ừ, không có, tối để xe ở ngoài này nè, khóa cửa lại, 50.000 một nhà, một xe, một nhà nhiều xe cũng được.
không, anh nói cho nghe nè, cái xe là tối để ngoài này luôn, tự để ngoài này khóa cửa lại luôn, nào 50.000 một nhà, mấy chiếc cũng 30.000 thôi. Rồi. Đây cái hẻm này ha, do hẻm này hẻm biệt lập cô chú chị, nên ở đây người ta làm cái chỗ báo cháy rất là nhiều nè ha. Đó, do hẻm này hẻm biệt lập nên làm rất là nhiều chỗ báo cháy, là có cháy thì người ta bấm báo động ha cô chú chị. 11 giờ rưỡi 12 giờ là ở đây đóng cửa ha. À, có đi thì dặn bảo vệ, nhờ bảo vệ ha. Đây nút báo cháy nữa nè. Này nút báo cháy rồi nè ha. Rồi đây là đường Học Lạc ha, tôi bán thuốc nè. Bên đây là chợ bán theo mùa nè, đường Hải Thượng Lãn Âu, đường Trang Tử, đó, đường Trang Tử ha. À, phía bên đây là góc đường Trận Đạo, bên đây là góc đường Trận Đạo với đường Lương Nhữ Học, của đường Học Lạc. Như vậy là căn nhà một trệt với một lầu, một trệt với một trệt với hai lầu với sân thượng, không có cái trệt chứ quên. Nhưng mà mình sở hữu là lầu 1, lầu 2 với sân thượng ha, đúc bê tông cốt thép luôn nha. Giá là 1.480.000 ha, sổ hồng mua bán ký công chứng nhận tên đó, ngay chung cư Chợ Giải nè, gần ngay chỗ trường học này luôn ha, góc đường Học Lạc với đường Trận Đạo nè. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú chị bạn đã xem hết clip review nhà ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video lần sau nha. Đường Trận Đạo, cuối đường Trận Đạo đây ha. Đây trường Nguyễn Tiểu Học ở Đức Cảnh. Công ty Thần Đèn đang dời cái này ra phía sau. Cái căn nhà mình bên đó đó cô chú chị. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại căn nhà mình nha. Xin nhắc lại ngang 4 giờ 6. Lầu 1, lầu 2, lầu 3. Và giá 1.480.000 sổ hồng mua bán chứ công chứng sang tên ha. Số điện thoại Vũ Hồng 0933 79 79 79 và 0933 78 78 78.